cách khóa smart để nhận năng lượng và bandwidth. Mỗi mạng blockchain đều tính phí giao dịch. Tuy nhiên, smart blockchain cho phép bạn tiết kiệm đồng smart và không trả tiền cho blockchain để phục vụ các giao dịch. Để làm được điều này, bạn cần đặt cược smart, hay nói cách khác là khóa nó. Staking trong blockchain smart, đó là quá trình trong đó người dùng khóa đồng smart của họ để duy trì hoạt động của mạng và nhận các tài nguyên mạng quan trọng cho việc này, băng thông, bandwidth và năng lượng. Chúng cần thiết để thực hiện các giao dịch với hợp đồng thông minh và đối với tất cả các giao dịch trong mạng. Để tiết kiệm, chỉ cần khóa từ 50.000 đến 100.000 smart cho năng lượng và từ 5.000 đến 10.000 cho bandwidth và thực hiện các giao dịch với hợp đồng thông minh cũng như các giao dịch khác trên smart blockchain miễn phí. Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách khóa smart để lấy năng lượng. Trước khi bắt đầu khóa, xin lưu ý rằng, nếu bạn có kế hoạch tích cực tham gia splitting, chúng tôi khuyên bạn nên giữ tối đa 10.000 smart chưa khóa trong số dư của mình. Hãy mở Smart Wallet, đi đến màn hình Smart Coin, bấm vào tiện ích khóa. Trên màn hình mở ra, nhấp vào nút khóa. Tiếp theo, nhập số lượng smart bạn muốn khóa và chọn tài nguyên bạn muốn nhận, năng lượng hoặc băng thông, bandwidth. Băng thông, bandwidth trong blockchain smart, đó là tài nguyên cần thiết cho tất cả các giao dịch trên mạng. Khi thanh toán các giao dịch bandwidth, không cần phải trả phí cho smart. Năng lượng trong blockchain smart, đó là tài nguyên được sử dụng để thực hiện tất cả các hành động với hợp đồng thông minh, splitting, giao dịch split, token Antima, vân vân. Năng lượng, nó giống như nhiên liệu cho hoạt động của hợp đồng thông minh. Hãy chọn năng lượng để thực hiện giao dịch split miễn phí và nhấp vào nút tiếp tục. Sau đó hãy xác nhận giao dịch khóa. Nếu bạn đã làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy xác nhận rằng coin đã được khóa thành công. Coin được khóa sẽ xuất hiện trên màn hình Smart. Xin lưu ý rằng, tính năng mở khóa Smart để lấy năng lượng và bandwidth sẽ khả dụng sau 14 ngày